Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng K Cộng Sport. Mùa giải 2024 đã đi được qua 3/4 chặng đường và đây quả thật là mùa giải khó đoán nhất kể từ khi những quy định mới được áp dụng. Sự khó đoán ở đây không chỉ đến từ việc mùa giải đã chứng kiến tới 7 tay đua khác nhau giành chiến thắng, mà còn bởi chúng ta chưa thể hình dung ra được sức mạnh thực sự của mỗi chiếc xe. Điều này đến từ việc các đội đua ở nhóm đầu, ngoại trừ McLaren, đều đã có những sự thất bại trong việc nâng cấp chiếc xe của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vì sao mà các đội đua ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc cố gắng giúp cho chiếc xe của mình chạy nhanh hơn nữa. Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về việc nâng cấp chiếc xe thất bại mùa giải 2024 chính là Ferrari. Những chú ngựa trùm khởi đầu rất mạnh mẽ khi giành chiến thắng ở GP Australia và GP Monaco. Ngoài ra thì có thêm 7 podium nữa trong 8 chặng đầu mùa. Thế nhưng kể từ khi giới thiệu bản nâng cấp mới ở Barcelona, với những sự chỉnh sửa cánh sau, vỏ động cơ và đáng kể nhất là ở khu vực sàn xe, với hy vọng mang lại thêm lực nén downforce, thế nhưng cải tiến đâu thì chẳng thấy, lại chỉ thấy toàn cải lùi. Vấn đề lớn nhất đối với phần sàn xe mới là hiện tượng sóc nảy khi xử lý những góc cua tốc độ cao. Để làm giảm tình trạng này thì Charles Leclerc và Carlos Sainz đã phải nhả chân ga khi tiếp cận những góc cua tốc độ cao, dẫn đến việc thành tích hoàn thành vòng đua trở nên kém hơn. Không chỉ có Ferrari mà một đội đua khác cũng đã thất bại trong việc nâng cấp sàn xe của mình, đó là Mercedes. Sau hai chiến thắng ở GP Áo và GP Anh, Mercedes mang tới đường đua Spa-Francorchamps một phần sàn xe mới. Tuy nhiên cũng giống như khi Ferrari cải tiến sàn xe của mình ở Barcelona, những mũi tên bạc lại gặp tình trạng xe bị sóc nảy. Ngay lập tức thì các kỹ sư đến từ đội đua nước Đức phải quay trở lại thiết kế cũ trong phần còn lại của tuần đua. Và đó là quyết định đã giúp cho chiếc W15 lấy lại được sự ổn định để hướng tới cái kết là cho Russo và Lewis Hamilton về đích ở hai vị trí đầu tiên, trước khi Russo bị hủy kết quả một cách đầy đáng tiếc. Những trận đua tiếp theo ở Hà Lan và Italia cũng chứng kiến Mercedes hoàn toàn bị bỏ lại. Ở Zandvoort thì thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 7 của Charles Russell, khi anh về sau người thắng chặng là Norris tới 44,6 giây. Còn ở Monza, Lewis Hamilton về thứ 5 nhưng bị người chiến thắng là Charles Leclerc bỏ cách tới 22 giây. Những kết quả thất vọng đó đã dẫn tới việc Mercedes đã quyết định bỏ hoàn toàn phần sàn xe mới ở GP Azerbaijan. Red Bull cũng không nằm ngoài danh sách những đội đua đang nâng cấp thất bại. Chẳng ai có thể nhận ra cỗ máy đã giúp cho Max Verstappen thắng ở 4 trong 5 chặng đầu mùa, khi mà giờ đây thì người ta đã không được nghe quốc ca áo cất lên trên bục podium trong 8 chặng gần nhất. Người hâm mộ nói rằng AB20 chỉ là máy cày so với chiếc AB19, nhưng có một thực tế rằng việc AB20 bị tụt lại không chỉ đơn thuần là do họ thất bại trong việc nâng cấp xe đua, mà còn đến từ chính chiếc AB19 của mùa trước khi họ cố gắng nâng cấp sàn xe trước thêm chặng đua ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì việc Max Verstappen vẫn giành chiến thắng như trẻ trẻ đã khiến cho các kỹ sư của đội đua nước Áo lầm tưởng rằng chiếc xe đang hoạt động ổn định, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chính vì chiếc AB20 được thiết kế dựa trên nền tảng của chiếc AB19 nên những vấn đề còn tồn đọng từ bản nâng cấp tại Barcelona đã không được giải quyết. Vậy là chúng ta đã thấy 3 trong số 4 đội đua đứng đầu trên bảng xếp hạng, đội nào cũng đã có những bản nâng cấp thất bại. Đó là chúng tôi còn chưa đề cập đến những nâng cấp không hiệu quả khác ở các đội đua nhóm dưới như AB, Aston Martin hay Haas. Một trong những nguyên nhân khiến cho việc nâng cấp xe giờ đây trở nên khó khăn đến như vậy là bởi sự phức tạp của thế hệ xe đua mới được giới thiệu kể từ mùa giải 2022. Thế hệ xe giai đoạn này sử dụng hiệu ứng mặt đất, tức sàn xe đóng một vai trò lớn trong việc sản sinh lực nén downforce. Sàn xe càng gần mặt đất thì áp suất sẽ càng giảm và downforce sẽ càng tăng. Tuy nhiên thì cũng vì thế mà từng chỉnh sửa ở sàn sẽ ảnh hưởng đến độ cân bằng của tổng thể của xe. Vì lý do đó mà các đội đua top đầu đã hết lần này đến lần khác trải qua những lần điều chỉnh sàn xe thất bại như đã kể ở phía trên. Hơn nữa thì trong công cuộc nâng cấp xe đua này, các đội đua cũng phải tính toán đến sự đánh đổi bởi những cỗ máy nào thể tốt ở các góc cua tốc độ cao sẽ phải hy sinh hiệu suất ở các góc cua tốc độ thấp và ngược lại. Việc phát triển một chiếc xe có thể đạt được cân bằng ở nhiều loại góc cua, nhiều loại đường đua khác nhau được xem là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Các đội đua dành rất nhiều sự tập trung vào khu vực sàn xe. Những thiết kế của cánh trước và treo xe cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc giúp xe đua của họ có ngưỡng hoạt động ổn định cao hơn. Khoảng sáng của gầm xe quá thấp hoặc treo quá cứng có thể khiến cho xe gặp khó khăn trong việc leo lên lề đường hoặc đi qua những đoạn gồ ghề. Đây là những chi tiết mà ngay cả những đội đua có thiết bị mô phỏng tiên tiến nhất nhiều khi cũng không thể đoán trước được. Đơn cử như đội đua Red Bull trong 2 năm trở lại đây, họ luôn gặp khó khăn khi phải thi đấu ở những đường đua phố nếu mà mặt đường không được mịn màng như tại Singapore hay tại Monaco. Nguyên nhân thứ hai giải thích cho sự chật vật của đội đua trong thời gian gần đây là bởi đây đã là mùa giải thứ 3 kể từ khi những quy định mới được áp dụng. Những ý tưởng hay đã được sử dụng hết và đường cong phát triển đã bị san phẳng. Việc tìm kiếm thêm thời gian dù chỉ là 1/1000 giây ngày càng trở nên khó khăn, mà kể cả có nâng cấp thành công thì những sự cải thiện cũng là không thực sự đáng kể và không dễ để có thể nhận ra. Càng ngày việc nâng cấp thế xe đua ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên thì trong bối cảnh của đua tranh giành các vị trí cao trên bảng xếp hạng, những đội đua top đầu như McLaren, Red Bull, Ferrari hay Mercedes sẽ không thể dậm chân tại chỗ. Quãng thời gian nghỉ 4 tuần sau chặng đua Singapore chắc chắn sẽ là nơi mà các đội đua ngồi lại để nghiên cứu xem chiếc xe của họ đang bị hạn chế đâu và đưa ra những cải tiến để khắc phục. Chính vì vậy mà chặng đua tới đây tại Austin, Texas, nước Mỹ sẽ là dịp để kiểm chứng xem ai đã sử dụng kỳ nghỉ của mình một cách hiệu quả hơn. Đừng bỏ lỡ chặng đua Formula One United States Grand Prix trực tiếp và duy nhất trên các kênh sóng của truyền hình số vệ tinh Ca Cộng bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2024. Kính mời các bạn chú ý đón xem. Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport.